Mọi người có để ý một cái nét rất là đặc biệt của con sôi này không? À. Trên cái khuôn mặt của nó. Rồi. À. Sôi. Cho cái dây thật là dài mà để đi ra đấy để mà ngồi ở gốc cây rồi gì. Nhiều người thích vì con này mặt nó rất là xinh. Đấy, con ngày xưa nuôi trên tầng đâu. Cái tướng mặt nó rất là xinh. Con nào mấy con bé đấy á. Cho rồi. Con vàng rồi. Con vàng nào? Cute gì đấy. À không. Con đấy hy sinh. Con đấy là chuyển về nuôi là nó hy sinh mất rồi. Con đấy cũng tiếc, con đấy cũng đẹp, nhìn trông cũng xinh. Con này nếu mà trong cọc nó con này rất là đẹp đây này. Nhìn cái mặt nó có độ tinh quái. Mà nó lại cộc tịt. Cái tơ. Nhìn cái mặt nhìn nó cũng khôn con chó chứ. Yeah. Tinh quái. Con này nếu mà tính ra cái khung mặt của nó là giống con rốt nhá. Cái thể trạng người nó cũng giống con rốt nhá. Nó tỷ lệ của nó gần như là 1:1. Cao với dài ấy, nó vuông con chó. Coi như là dài 11 thì cao 10. Hoặc là dài 10 cao 10 tức là tương đương. Như con rốt. Mặt cũng thế. Mặt thì chán với lại mõm là tỷ lệ là 1:51. Coi như là 32 đấy. Đấy. Tính cách nó cũng có độ giống như thế. Là không hay sủa bậy lung tung. Nhưng bọn này đề phòng cảnh giác hơn, nó sủa nhiều hơn. Con kia này em nó căng lên nó sủa cả. Nhưng mà em mà nói kiểu giọng mà khác đi cái là nó phi rồi. Sôi này là bầu rồi đây. Phối với con sẹo. Bầu rồi. Đại ca lắm. Bé con mà đại ca. Tính ra là con này sẽ là con này mình gửi ở ngoài kia mua về, không là gửi ngoài kia mất mấy tháng. Con này cũng coi như là khoảng tầm 12 tháng, 12, 13 tháng rồi. 11, à không, 11 tháng là phối lấy giống xong rồi. Lấy giống xong rồi, bây giờ là 12, 13 tháng. Con này là, nếu mà như con này là tính ra là trong cọc là đẹp. Hơi bé con một tí. 16, 17 cân thì đẻ xong. Xong xuôi hết, trưởng thành hết thì chắc khoảng tầm 18, 19 cân. Bé hơn bọn mấy con kia. Trong giống của nó thì cũng không phải là bé, nhưng mà như thế là bé hơn. Nó cứ được cứ độ 22, 23 cân thì nó là gọi là hoàn hảo. Cái đấy, ra ngoài thì thế. Đấy, đi với chủ thì thế. Nhưng mà bình thường mà mẹ ai đứng trước cổng nhà nó là thôi. Nhìn cái đùi của bọn này nhìn dã man. Đùi to, so với người thì mới thấy được. Đùi của nó to. Nó bảo bình thường hôm trước là ra vẫn ra vào vào ngon lành, không gì cả. Nhưng mà đến khi mà phi cái xe ra cái là nó giữ đồ. Mọi người có để ý một cái nét rất là đặc biệt của con sôi này không? À. Trên cái khuôn mặt của nó. Rồi. À. Để ý có thấy điểm gì đặc biệt không? Thấy điểm gì đặc biệt không? Siêu gần. Con này râu của nó màu vàng luôn. Vàng trắng nhá. Bình thường râu của nó râu đen. Con chó vàng nhưng râu nó vẫn đen nhá. Nhìn cái mũi của chúng nó rất là đặc trưng nhá. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Con đực thì lúc nào đầu nó cũng to hơn con cái. Nhưng mà cái mũi của chúng nó thì rất là đặc trưng.
cái trán rất là rộng. Đây, nhìn cái trán của chúng nó, cái trán của con chó nó rất là rộng. Đây nữa, nhìn cái trán. Mà hôm nay thì không chịu được nữa rồi. Con này là râu vàng trắng nhá, coi như là râu trắng đấy. Nhìn không, lông mi rất dày nhưng lông mi màu vàng nhá. À, đấy, hay nhỉ. Lông mi vàng và râu trắng, có một sợi râu đen đây. Quay sang bên này để anh nhìn xem nào. Bên này có một sợi đen ở bên này. Đây, có một sợi râu đen đây. Đấy, hai sợi râu đen, còn lại trắng hết. À, và mấy sợi râu ở bên dưới cũng đen, có mấy sợi đen ở bên dưới. À, râu bên cạnh là trắng hết. Hai, nay nhìn mới để ý. Râu ở hai mắt là cũng trắng này. Râu hai mắt cũng râu trắng này. Một bên mắt bị rụng râu rồi. Rụng râu mọc, chờ mọc râu mới. À, hay thật. Bọn mấy con kia là nó đen hết mà. Con này nữa. Râu trắng hết. Râu gọi là râu, râu này là râu vàng đấy, râu trắng vàng. Hay thật. Cả một dàn kia tất cả đều râu đen hết. Hai. Nè. Rồi thôi anh giữ lại mày nuôi chứ anh không có bán. Không phải. Chứ vừa nói đến chuyện bán cái này tưởng bán lại mất công. Ra loanh quanh luẩn quẩn quấn. Mới từ Đồng Văn Hà Giang về. Hôm nay là vừa mới đón xong, vừa đón ở bến xe về. Con cọc vàng. Chọn con sẹo này là bởi vì cái mặt của nó, cái trán, cái tai, có cái gì để nhớ nhỉ, để nhìn cái mặt của nó. À, nhìn đằng trước, nhìn đằng trước. Khi mà ra đoán nó là nó biết ai là chủ nó luôn. À, chủ sờ thoải mái và muốn nô với chủ luôn. Còn trước khi sang bên này thì là đã cho nó qua bên phòng khám để lấy một số cái loại thuốc về để mà dùng cho nó định kỳ mấy hôm, trong mấy hôm nữa cho nó quen môi trường rồi sẽ dùng cho nó. Thì ở phòng khám là các bác sĩ mà khi mà chủ ngồi cạnh đấy thì các bác sĩ sờ được. Nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn gừ các bác sĩ. Nhưng mà đây là như thế là nó chỉ về đây có một tí thôi là nó biết là ai là chủ nó rồi. Đây, mọi người nhìn có thể thấy được là tất cả mọi thứ là nó rất là thuần chó.